Xin chào các bạn đã quay trở lại với Kép Cuộc Sống Úc. Hôm nay mình đã đi chợ để tìm những cái giống cây trồng mùa đông. Ở Việt Nam chắc bây giờ cũng đang nắng nóng, ở Úc thì bắt đầu vào mùa đông. Mấy hôm nay Sydney khá là lạnh, lại đang mưa nên mình tranh thủ đi mua ít cây để trồng. Trồng cây lúc mưa thì nó lên rất là nhanh. Ở nhà mình cũng đang ươm một số loại hạt giống rồi, nhưng mà ươm ở ngoài trời nên nó lên hơi chậm. Bunning hôm nay nhiều hoa đẹp quá. Mình rất thích đến đây vì mỗi một lần đến thì nó lại có những cái loại hoa quả khác nhau. Nó thay đổi các loại giống cây liên tục ấy, cho nên đi lần nào cũng thấy vui mắt, không có bị nhàm chán. Cây này trông giống cây bỏng lẻ của mình nhỉ? Hoa có rất nhiều màu nhá. Hồng này, cam, vàng này, còn có cả màu đỏ nữa. Cây nhỏ nhỏ thôi mà đầy hoa. Thời tiết ở Sydney đẹp lên là trồng cây nó cũng dễ, trồng hoa ra nhiều hoa lắm. Lưỡi hổ cũng bán bát ngàn luôn này. Lưỡi hổ có rất nhiều lợi ích và tác dụng tốt trong phong thủy. Nó còn có khả năng đuổi côn trùng nữa. Cây này thì mình không biết là cây gì này. Lá cũng đủ màu, từ màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Và bây giờ mình đã mua đủ cây và về nhà trồng. Mình cũng mua thêm vài bao potting mix nữa. Loại này đang được giảm giá trong siêu thị. Mua đất ở bên này cũng đắt, cho nên là cứ chờ đến khi nào nó giảm giá thì mình mua một lượt luôn. Trông này, nó toàn mùn cây thôi, nó đâu có đất đâu. Trồng vài hôm là nó hết chất, cho nên mình cứ phải trộn thêm rác thải nhà bếp ở dưới cho nó có chất cho cây. Đây là broccoli, loại baby. Nó là loại bông cải xanh nhỏ, ra từng chùm chứ nó không cuộn thành từng bó. Trồng một cái đất mới này rất thích này, nó tơi này. Nhưng cái loại đất này mà cứ tưới một thời gian là nó bón vào với nhau, nó dính cục chặt vào với nhau. Nhưng mà mình không có đất thịt nên là không trộn thêm được vào. Mình sẽ trồng thêm một khay salad nữa. Loại này lên rất là nhanh mà ăn nó hơi ngâm ngâm cũng vui. Nhà ít đất nên là cái trồng sen cây nọ với cây kia. Mình đang trồng sen salad với broccoli. Sao người ta ươm hạt nó ra nhiều rễ thế mà mình ươm thì nó ít rễ lắm. Các bạn có cách nào mà làm cho cây ra nhiều rễ thì bảo mình nhé. Cây nó ra nhiều rễ thì nó sẽ hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn, nó khỏe hơn và nó lớn mau nhanh hơn. Mưa từ sáng đến giờ, may mà lúc mình trồng cây thì nó lại tạnh mưa. Tí nữa chắc là sẽ lại mưa nhiều lắm này. Dự báo thời tiết là mưa liền trong vòng mấy tuần. Mưa nhỏ nhỏ thì cây tốt, nhưng mà mưa nhiều quá thì lại lát hết cả rau. Trồng rau này nó vui này. Mỗi một lần trồng xong, xong rồi mỗi ngày lại ra ngắm cây, chờ nó lên. Mỗi hôm nó lại một khác, nhìn vui lắm. Các bạn sống ở nông thôn hàng ngày được tiếp xúc với cây xanh là vui nhất. Tinh thần nó thoải mái. Còn các bạn ở thành phố này, đi làm vất vả. Rồi thời tiết nó nóng bức, không khí thì ngột ngạt. Về nhà cái trồng được vài chậu rau thế này là cảm thấy nó xả stress này. Mỗi một ngày mình đi làm về là rất là đau đầu, nhưng mà mình cứ ra tưới cây một lúc là nó hết. Trồng ít này có khi không đủ ăn, nhưng mà lợi ích của cái việc trồng rau nó mang lại cho mình là không nhỏ. Quan trọng nhất là nó làm cho tinh thần thoải mái. Đi làm ở Úc này là công việc nó áp lực lắm, không có buôn dưa lê, cà phê, cà pháo. Làm từ lúc đến cho đến lúc về, nên là tuần nào cũng bảo ôi sắp đến ngày thứ bảy rồi, sắp đến ngày chủ nhật rồi, cố lên. Về lại được chăm cây, thế là vui thôi. Mùa đông này cứ trồng xà lách này, súp lơ, su hào, cải bắp, rau chân vịt. Mấy loại này là dễ trồng rất. Thêm củ cải, cải chip cũng dễ trồng. Cũng ngược đời nhỉ. Ở Việt Nam thì đang mùa nóng, mà ở Úc thì lại mùa đông. Đang mùa hè thì lại đi nói chuyện trồng cây mùa đông. Nhiều người họ sợ mùa đông, thế là họ cứ bắt đầu đến mùa đông thì bay về Việt Nam. Thế là một năm được hưởng hai mùa hè. Có người sợ mùa hè thì cứ đến mùa hè là bắt đầu bay sang Úc. Vậy là một năm lại được hai mùa đông. Lần đầu thì mình tưới nhiều một chút để cho đất trong bình cây nó ướt hết này.
Hoa cúc đẹp quá này. Hoa này hoa gì cũng không biết này. Có màu trắng nữa. Đây là rau chua và dâu tây. Dâu tây bạt ngàn chưa? Nhiều loại lắm này. Giờ mình sẽ đi trồng cái cây bắp cải. Loại này là loại siêu trái. Trái nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhiều trái lắm. Mà không phải là trái mà là bắp. Rất nhiều cái bắp nhỏ nhỏ tí hon đấy. Đây là đất cũ ở vườn nhà mình này. Mình cũng vứt những cái vụn bánh mì này, ăn không hết mình vứt xuống đây. Rác thải nhà bếp thì mình cứ chôn trực tiếp xuống đất. Mình ngại ủ rồi chuyển qua chuyển lại nên là mình chôn trực tiếp xuống đất. Tiện và nó cũng đỡ mùi nữa. Đây là mấy cây cải keo này, cải xoăn ấy. Dùng loại cải này thích nhất là có thể sử dụng được nhiều này. Có thể nấu canh, làm salad, làm chip, xay lấy nước uống. Lá cải xoăn cứ thái nhỏ trộn với tỏi, đường, chanh, ớt. Ngon lắm các bạn ạ. Cho thêm chút vừng mè rang vào. Ăn kèm với tôm hoặc là các cái đồ nướng. Loại này cũng dễ trồng, cũng không cần phải chăm sóc nhiều. Đất này mình trộn với rác thải nhà bếp, rồi là hàng ngày tưới nước thôi. Có nước vo gạo thì tưới, vậy là xong. Chẳng cần phải làm gì nhiều, cũng không cần phải cho phân nữa. Sau khi rễ nó đã khỏe rồi thì nó lên tốt lắm. Lên tốt boom luôn. Ăn không xuể. Đây là mấy cây cải ngọt, cải chip mình gieo nó cũng đã lên rồi này. Nhưng mà nó lên chậm lắm vì trời đang lạnh. Mình nên gieo trong nhà thì tốt hơn. Đám rau này cũng đang lên tốt này. Nhưng mà chờ để đánh ra trồng thì cũng lâu lắm. Một hàng này mình trồng cây gì rau mùi này. Một hàng này rau xà lách này. Một hàng này rau cải này. Hôm nay là mình đã trồng xong bắp cải tí hon này, cải xoăn này, xà lách này, bông cải xanh tí hon nữa. Mỗi tuần lại đi chợ trồng chút chút cho nó vui. Trời nắng thì có thể còn đi chơi được, chứ trời mưa thì chẳng biết đi đâu. Quanh quanh chỉ đi chợ thôi. Hoa giấy ở Ban Ninh đẹp quá này. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!